Đây là quà lễ tình yêu của chồng mình tặng mình đây các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mở ra xem ở bên trong này có gì nhá. Đây là ngày lễ tình yêu của người lớn. Thế nhưng mà Elisa hôm nay đi học về cũng có một bức tranh tặng cho mẹ đây. Rất là đẹp và ý nghĩa luôn. Đấy. Nào thế Elisa còn gì để tặng mẹ nữa? Mở đi xem nào. Open. Elisa thích lắm. Chả biết là ngày lễ của ai nhưng mà cứ có dịp mà để làm quà tặng mẹ là Elisa thích không ạ? Cái gì đó đây? Tặng cho ai? Cho mami. Trời ơi, hoa tai này. Để mẹ xem nào, mẹ bóc cho mẹ xem nào. Đây. Wow, đẹp ha. Cái bộ này nó hợp cùng với cái túi này ghê ta. Hợp với cái màu này ghê ta. Đó. Thế là vừa được quà của chồng tặng, vừa được quà của con gái tặng, thích. Mẹ cảm ơn nhá. Thank you. Cái gì? Mẹ thank you con nhá. Cảm ơn chồng yêu, cảm ơn con gái nhá. Được quà này, thích chưa? Đó. Thank you very much.